Rồi, chào anh em nha, lên cho anh em cục máy custom 90 cực đẹp zin đã xe Honda xe băng là điện Nhật về, tình trạng là máy nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, bao nổ bao im, bao không chụp hú ha. Rồi cục này mình bán cho anh em giá tàu nhanh luôn nha anh em, 8,5 triệu, bao đủ thứ nha. À, máy đầu nguyên zin, đầu còn cờ vuông cạnh luôn nha anh em. Đó, đầu còn cờ vuông cạnh luôn, lồng sơn zin, đầu màu bao đẹp. Con này mình bán cho anh em giá 8,5 triệu nha, giá tàu nhanh nha. Anh em cần alo mình. Bao nổ bao im, bao không dụng hú, bao không khói nha anh em. Đó. Chất máy rất là đẹp, siêu chất luôn. Ủ đời xanh 7 màu, ốc tán còn xanh lè luôn. Này máy 90 có đời, 3 số nha anh em. Máy đã xe nội địa Nhật về, máy đời cao nè. Đời rong xanh. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Mình bán nhanh luôn, 8,5 triệu nha anh em, 8,5 triệu cho cái máy này. Con này máy đầu số máy là 20 nha anh em, đầu số máy 20.